Sao muốn nói chuyện mà lại thiệt hay cái gì nhìn quay xuôi kìa, nhìn xuôi đứng nhìn ngược là chóng mặt lắm. Nghĩ cái đường đi bộ ra bên kia kìa, đi bộ đi lâu lắm. Nhìn bên cái... kia cáp kia hư luôn rồi, nó chạy mà chạy đâu đó, chạy đâu cáp nhỏ cái gì à? Đâu có cáp đâu, cái đường đi bộ á. Đó coi là có cáp nhỏ đó, đường đi bộ á, cái đường mắc trượt á, hai cái là đèn á. Nó tới nữa rồi. Nó tới nữa rồi kìa. Trời ơi. Vậy mới có về để kể với bạn bè. Con muốn đi cấp chiều, nó đi cấp chiều. Tới nữa rồi kìa. Đi núi Bà Đen Huy ơi. Đã đi cấp treo núi Bà Đen nè. Xuống tới rồi đó, lên tới rồi đó. À, gần đây tới lười đó. Đi núi Bà Đen, Tây Linh. Đây nè. Đây kìa. Ôi, ngày trước đi là có mấy đường, bữa nay em xin bao nhiêu đường luôn. Đang ạ. Ô, nó xuống rồi, nó xuống rồi, cảm ơn. Không, xe bữa nay xe chị đụng tay rồi. Ấy, về tới đích rồi. Rồi, xong hết tiền, 250 ngàn. Còn lần xuống nữa. 250 ngàn lần lên nữa. À, đúng rồi. Xuống.